Rồi, xin chào cô chú anh chị. Hôm nay em đến với Thế Lai để giao lưu với cô chú anh chị một số phôi mai, mai tàn, đế quái nha. Đế đẹp đẹp không cô chú anh chị. Giá cũng hữu nghị luôn. Rồi, chào khán giả cái luôn anh Lành ơi. Dạ, con chào cô chú. Này, hôm nay con có lên là 5-6 cây mai vàng gì đó với một cây tứ quý, mong cô chú ủng hộ. Rồi, mình vô phôi đầu tiên luôn. Đây, phôi đầu tiên là một phôi mai vàng. Mã số 1 là phôi mai vàng hay cô chú anh chị? Đế quá khủng. Lùng lực nha. Đế nè, vàng đế lưu ha cô chú anh chị. Đặt hai lớp đế luôn nha. Đều gan hết trơn luôn. Lùng lực. Rồi, cho em xin thông số luôn anh ơi. Cái này cho là đo 2 thông số. Quanh tại vị trí này là 29. 29 hoành ha cô chú anh chị. Còn là sát gốc á, sát gốc 3 thân luôn như vậy nè, là nó là 43. 43 ha cô chú anh chị. Rồi, quỳnh cái đế luôn. Đế trải là 35. Đó, chiều cao đế nôm là 35 ha cô chú anh chị. Tổng quanh đế là đúng một cây thước luôn. Đó, quỳnh đế là tới 1,5 m ha cô chú anh chị. Đó, đế khủng ha, đế đặt bầu luôn ha cô chú anh chị. Đế đều hết trơn luôn ha. Nó có sụ trứng nè. Này nó lên có lên nhẹ một vài trứng nha. Nó cũng quái lắm ha. Rồi cây số 1 này anh giao lưu nhiêu danh? Dạ cây số 1 này là 5,5 triệu. Rồi cây mã số 1 này là 5,5 triệu ha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn. Giữ tấm bộ nó bự cô chú ơi. Rồi tiếp theo luôn anh ơi. Tiếp theo cây mã số 2 cô chú anh chị. Một cốt lắc lượng nha, chi cành đều hết trơn nha cô chú anh chị. Chi cành đóng đều hết trơn. Đế nè. Đế là cộng lực không nha cô chú anh chị. Đế nó lên da cám hết trơn nha. Đế đều nha. Rồi cho em xin thông số anh ơi. Quần vị trí thước đo là 33. 33 quần. Rồi còn xuống như đây nữa là nó tới 40 lần. Xích xuống xíu là 40 ha cô chú anh chị. Đế cực kỳ nở ha. Đế mình sổ 30. Đế sổ nôm cao là 30 ha cô chú anh chị. Tổng hoành đế là 1,2 m. Có hơn. Hoành đế là 1,2 m ha. Quế đế đặt luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao 1 m. Cao 1 m nha cô chú anh chị. Từ cổ đế đi lên nha. Là 1 m. Rồi quay sơ một vòng luôn anh ơi. Rồi cây này anh giao lưu nhiêu với anh? Dạ cây này 4,5 triệu. Cây mã số 2 là 4,5 triệu nha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo luôn anh ơi. Tiếp theo cây mã số 3 cũng một cốt phong cao ha cô chú anh chị. Này về mình đánh tàn dù cũng đẹp lắm ha. Một cốt phong cao thốc thăng luôn. Đế nè. Đế đều ha, đế đặt luôn ha cô chú anh chị. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. Quanh vị trí thước đo là 26. 26 quanh, ngay vị trí đó cô chú anh chị. Tổng quanh đế là 1,06 m. Quanh đế là 1,06 m luôn ha. Đế đặt luôn ha cô chú anh chị. Cao 1,1 m. Cao chiều cao là 1,1 m ha, tính từ cổ đế đi lên nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 3 này anh giao lưu nhiêu danh? Dạ 2,2 triệu. Cây mã số 3 này là 2,2 triệu nha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo luôn anh ơi. Để dưới xe.
Đó, tiếp theo là cây mã số 4, là một cây tứ quý ha cô chú anh chị. Đó. Tứ quý tàn dù ha, nó tàn dù tròn đều luôn, tàn tròn đều hết trơn ha. Quay sơ cho cô chú anh chị xem ha. Nè, để em qua đây em quay lại cho cô chú anh chị xem cái nữa ha. Nó tàn tròn là bao đều cho cô chú anh chị luôn ha. Đó. Cây này đế nè, cụ đế cái ha. Cụ đế cũng đặt đều ha cô chú anh chị. Đều gần như là đều 24 giờ luôn ha. Một cốt hai thân lên đánh tàn dù rất là đẹp ha. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. Hoành vị trí thước đo cổ rễ là 40. 40 hoành ha cô chú anh chị, ngay vị trí đó ha. Chiều cao thoát thân cái luôn anh ơi. Thoát thân là 95. Chiều cao thoát thân là 95 nha cô chú anh chị. Tán ngang là 1m6. Tán ngang này là khoảng 1m6 ha. Cao 2m. Cao tổng khoảng 2m nha cô chú anh chị. Cái này là mai tứ quý ha. Tàn đều. Cây này là thành phẩm luôn rồi. Về chỉ cần mình chơi thôi ha. Rồi cây mã số 4 này anh cho luôn nhiêu vậy anh? Dạ cây tứ quý bao ship là 4 triệu. Cây mã số 4 này là 4 triệu ha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo luôn anh ơi. Tiếp theo là cây mã số 4 ha. Nó là một phôi mai này, một cốt ha, một cốt trực giót ngọn luôn ha cô chú anh chị, trực lắc đế nè, cụ đế cũng dữ dằn lắm ha, khủng ha, đế nơm sổ cao luôn, đế đều ha, chi cành cũng đều luôn ha cô chú anh chị, chi cành đều ở trên ha, một cốt giót ngọn luôn. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. Hoành vị trí thước đo là 32. 32 hoành. Đế nơm là 40. Chiều cao đế nơm là 40 nha cô chú anh chị. Hoành cái đế cái luôn anh em. Quên hoành đế. Tổng hoành đế là 1m38. 1m38 nè cô chú anh chị. Hoành đế đặt luôn ha. Đế đặt đều bầu luôn. Chiều cao chắc khoảng 2m đó cô chú anh chị. Cao 2m ha, tính từ mặt đế nha cô chú anh chị. Đó, từ cổ đế lên nha. Rồi quay sơ một vòng luôn anh ơi. Rồi cây này anh giao lưu nhiêu vậy anh? Dạ cây này 6 triệu 2. Cây mã số 5 là 6 triệu 200 ngàn nha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn. Đế sổ như vậy là hàng hiếm rồi. Đế sổ à, rất là đẹp ha. Rồi tiếp theo luôn anh ơi. Tiếp theo cây mai tàn. Cây mai tàn hả cô chú anh chị? Cây cuối cùng tàn đều hết trơn ha. Chi tàn là đều hết trơn ha cô chú anh chị. Để em quay sơ cái tàn cho cô chú anh chị xem ha. Tàn này cũng khủng lắm ha. Tàn tròn đều hết trơn luôn. Cây này là cây tàn thiên nhiên luôn ha cô chú anh chị. Không có chỉnh sửa gì trơn ha. Mấy cái nách này nè, nó đang có hiện tượng đổ xù nè, nó tét hết trơn nè. Đế ha, đế thì bị đều ha. 4 cộng nhưng mà rất là lực ha. 4 cộng nó chảy đều tứ diện hết trơn nha cô chú anh chị. Đế rất là đẹp ha. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. Hoành vị trí thước đo là 50. 50 hoành nha cô chú anh chị, ngay vị trí đó ha. Cho em cái chiều cao thoát thân cái luôn anh ơi.
thoát thân được 50. Đó, chiều cao thoát thân là 50 ha cô chú anh chị. Con cây này cao chắc tầm 3 m, 3 mét hơn. Tàn ngang cỡ 4 mét đó cô chú anh chị. Đó. Đó. Cao thì cũng khoảng 3 mét tới 4 mét đó, tầm đó đó. Đó. Này là không có thước đo luôn. Là nó không. Đặc biệt cái chỗ này là chi cành, mấy chỗ này là nó dính nhau trơn ha cô chú anh chị. Nó dính liền hết trơn ha, liền thân này. Rồi cây mã số 6. Cây này anh giao lưu nhiêu cho anh? Dạ cây này là 28 triệu bao ship. Cây này bao ship toàn quốc luôn ha anh? Không, bao ship là 200 cây số ha. Cây mã xa nữa thì mình sao? Cây mã số 6 này là 28 triệu nha cô chú anh chị. Bao ship 200 km ha. Cây tàn nặng lắm nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp anh Lành để mình trao đổi thêm ha. Rồi cũng chào khán giả cái luôn anh ơi. Dạ, chào cô chú ủng hộ con cô chú ơi. Rồi cô chú anh chị nhớ ủng hộ anh Lành ha. Để anh Lành có động lực đi tìm những cái phôi mai đẹp giá rẻ để về giao lưu với cô chú anh chị nha. Em cũng xin chào cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé.